Hôm nay Nam Anh sẽ chơi trò gì nào? Chơi trò yo-yo. Ok, lấy Zoro thôi. Biết ha, Zoro Spider-Man. Ờ, đây bây giờ cháu chơi thử nhá. Cháu chơi không được. Cháu không chơi được à? Vậy để cậu chơi cho cháu xem nhá. À, bắt đầu nào. Nhìn đây. Hai, ba. Ôi trời ơi. Kinh chưa? Bác Linh đã biết ngay như cậu. Cực kỳ thuyết phục. Lại nha. Kinh chưa? Cậu cũng không đưa đường cháu được về đúng. Đây nhìn này, ném nó xa nha. Được, cháu thả đi, cháu làm được. Đấy. Thì cháu thích cháu làm gì hết chơi. Ừ vậy được rồi, mình chơi vậy thôi nhá. Cậu lớn cũng chơi luôn. À bây giờ thua cháu phải chống đẩy. 1 2 3 2 cái nữa mới đủ. 1 2 yeah. Ai là người thua nhỉ? Cháu phải hít đất bao nhiêu cái nhỉ? 5 lá. Đúng rồi, thôi bye bye các bạn nào. Bye bye.